Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nhé. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh mì mà hình con chim mình khuyên. Hình nó rất là đẹp đấy các bạn có thể làm cho bé nhà mình, các bạn nhỏ rất là thích nhá. Về phần nguyên liệu, ở đây mình có chuẩn bị 40g bột mì, các bạn nên dùng cái bột mì số 11 hoặc 13. Thì khi mà mình làm bánh mì, mình xé nó ra các bạn thấy nó có những cái sợi sợi, nó dai rất là ngon. Tốt nhất là số 13, không thì mình sẽ dùng thay bằng bột mì đa dụng cũng được. Sữa tươi không đường, ở đây là mình dùng 155ml sữa tươi không đường. Men nở, gói men nở, men khô nha các bạn, thì mình sẽ dùng 7g thôi. Bơ ở đây mình dùng 50g bơ. 115g đường, ở đây mình dùng đường xay. Các bạn không có mình có thể dùng đường cát trắng cũng được. 2 quả trứng gà và một chút muối tinh. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Trước hết thì mình sẽ múc một thìa canh đường mình cho vào nha. Mình khuấy cho nó tan hết. Mình dùng bằng đường xay nên là rất là nhanh tan. Bạn nào mà mình mà dùng đường cát trắng thì mình có thể khuấy lâu để cho nó tan hết ra nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào lò, các bạn có thể cho vào lò nướng hoặc là lò vi sóng cũng được. Cho vào lò vi sóng thì mình sẽ để khoảng 10 giây nha các bạn. Để cho nó nóng lên thì mình sẽ cho men vào để cho men nó hoạt động được tốt hơn đấy. Đây là sữa sau khi mà mình đã quay ấm lại nhé. Các bạn sờ chỉ thấy nó ấm ấm thôi là được nhé. Cái nhiệt độ đấy rất là thích hợp để kích men đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho gói men vào. Mình sẽ ủ bằng cái giấy bọc thực phẩm để cho nó nhanh lên men nha. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây. Bây giờ mình sẽ cho đường vào nha. Mình cho muối vào hết, muối vào luôn. Bơ thì mình đã làm chảy rồi nha các bạn. Các bạn có thể hấp cách thủy hoặc là mình cho vào lò vi sóng mình quay cũng được. Nhưng mà các bạn nhớ là quay đừng có để cho nó tan chảy hết hoàn toàn nha. Nếu mà để nó tan chảy hết hoàn toàn nó sẽ rất là nóng. Đây là mình đã quay từ đầu nên là mình để nó chảy dần đấy. Mà nó mà nóng mình cho vào nó sẽ bị chết men. Thì khi mình làm bánh nó sẽ không nở được đâu nha. Mình đã đập 2 quả trứng và mình cho vào cái bát bơ nha. Mình sẽ quấy cho nó tan hết ra. Đây là gạch cua. Đây là men sau khi mà mình ủ được khoảng 10 phút nha các bạn. Các bạn nhìn nó nổi lên giống như gạch cua đúng không? Đấy, nó có một cái lớp váng giống như gạch cua này. Như thế này là men còn hoạt động tốt nha mọi người. Mình sẽ cho vào trong này luôn. Ai mà có cái máy nhào bột thì nó sẽ rất là tiện đấy các bạn. Không thì mình sẽ nhồi bằng tay nha. Mình đảo đều và khi nào nó tạo thành khối như thế này thì mình sẽ lấy ra cái tấm nhào bột nhé. Giờ mình sẽ dùng tay để nhồi bột nha. Mấy phút đầu khi mà mới lấy bột ra để nhào thì các bạn cảm thấy nó rất là nhão. Nhưng mà mọi người đừng có cho thêm bột vào nhé.
cho bột vào thì tí nữa mình làm bánh ăn nó sẽ rất là cứng, khô, nó không ngon. Mình chịu khó mình nhào lúc đầu hơi khó một chút, khoảng 3-4 phút. Về sau thì nó sẽ cứng lại và nó sẽ dẻo hơn nha. Sau khoảng 5 phút mình rời bột thì bột nó cũng đã tạo thành khối và nó đỡ nhão hơn nha các bạn, nó mịn hơn một chút. Mình sẽ tiếp tục nhồi đến khi nào mà các bạn rơi cái bột ra như thế này này mà nó không bị rách, nó tạo thành một cái màng mỏng, nó không bị rách, như thế là mới được nha. Đây là bột sau khi mà mình đã nhồi được khoảng 20 phút nha các bạn. Các bạn cảm thấy nó đã tạo thành khối và nó đã mềm mịn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho vào mình đi ủ nha. Cái tô này thì mình đã có quát dầu ăn rồi, để khi mà mình cho bột vào thì nó khi lấy ra nó không bị dính đấy. Mình sẽ cho vào nhé. Mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm, mình bọc lại như thế này thì để cho nó nở nhanh hơn nha. Mình sẽ cho vào lò vi sóng hoặc là cho vào lò nướng, thì các bạn làm nóng lò tầm 30 độ C, sau đấy thì mình tắt đi. Mình cho vào mình ủ từ 30 đến 45 phút, khi nào nó nở gấp 3 là được nhé. Đây là bột sau khi mình đã ủ được 40 phút nha. Các bạn nhìn nó nở rất là ngon. Nở to chưa? Đấy, nó nhìn nó nở như thế này thì khi mà mình làm bánh nó mới nở cái sốt cái bông mới ngon được này. Đấy. Mình sẽ lấy ra nha. Mình sẽ lấy ra đây và mình nhồi nha các bạn. Mình sẽ nhồi vào vòng tròn như thế này. Mình lấy ở bên ngoài ép vào trong như thế này. Ấn hết vào trong. Để cho nó ra hết những cái bọt khí đi đấy các bạn. Cái không khí bên trong này. Đấy, thì mình ấn này, nó phình ra này. Mình sẽ nhồi thêm mấy phút nữa để cho bột nó dai hơn nha. Đây, như các bạn thấy là bột mình nhồi thêm 5 phút thì mình cảm thấy nó đang rất là dai hơn rất là nhiều. Đây là cái cách thử bột nha các bạn. Đây, mình cho tay vào mình làm như thế này, nó không bị đứt ra. Như thế này là bột đã đạt rồi. Khi mà mình làm bánh thì cái vỏ nó sẽ dai và ăn rất là ngon nha. Khi mà các bạn thử tay mà thấy nó dùng tay làm như thế này mà nó mà đứt ra ấy, là bột vẫn chưa đạt. Bây giờ mình sẽ để như thế này, ủ cái giấy bọc thực phẩm thêm 10 phút. Mình dùng bằng giấy bọc thực phẩm mình bọc như thế này trong vòng 10 phút nha. Đây là bột sau khi mình ủ thêm được 10 phút nha. Mình sẽ lấy và mình cho lại như thế này thành một thỏi nha các bạn. Làm như thế này để nó dồn hết cái không khí bên trong ra nhé. Giờ mình sẽ lăn ra nha. Mình cảm giác vẫn chưa hết cái không khí bên trong. Mình sẽ làm tiếp để cho nó hết nha. Mình ép mạnh tay một chút. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo thành một khối dài nha. Sau
Sau khi mà lăn dài cục bột như thế này, mình sẽ chia đôi nha. Sau khi mà chia đôi hai cục bột như thế này thì một nửa mình sẽ dùng để tạo hình con chim và một nửa mình sẽ để tạo thành hình tròn nha các bạn. Trước hết thì mình sẽ đi cắt một nửa trước đi nhé. Mình sẽ lấy giấy bọc thực phẩm mình bọc lại để cho nó không bị khô á các bạn. Nửa bột còn lại mình cho lên cân thì là 372 thì mình sẽ chia thành 7 miếng nhé. Mỗi miếng 50g thì còn một cái thì nó có dư một chút cũng không sao nhé. Đây là bột sau khi được chia thì mình sẽ nặn tròn nó lại nha. Mình cứ tiếp tục làm như thế này cho đến hết nhé. Bây giờ mình sẽ bọc thực phẩm mình bọc nó lại cho nó đỡ khô. Khi nào mình làm đến đâu thì mình sẽ lấy ra đến đấy nhé. Các bạn cũng có thể, nếu mà không có giấy bọc thực phẩm, mình có thể thay thế bằng một cái khăn ẩm. Mình đặt lên trên thì để cho nó không bị khô. Bây giờ mình bắt đầu tạo hình nhé. Mình lấy cái phần nào mà mịn thì mình sẽ cho lên trên nhé các bạn. Cái phần này nó sẽ đã mịn hơn cái phần này đúng không? Mình sẽ cho cái phần này xuống. Rồi mình sẽ úp nó xuống như thế này. Bây giờ mình sẽ lăn nhé. Để mình để sát lại cho các bạn xem nhé. Bây giờ một cục bột dài như thế này, các bạn sẽ đặt tay như thế này nha. Mình sẽ để cách cái đầu bột và cách cái tay mình khoảng nửa phân. Và mình bắt đầu day, dùng lực để day nha. Ấn sát xuống. Đây sẽ là cái phần đầu của con chim nha các bạn. Đây là phần đuôi. Giờ đây, mình sẽ được một cái dài như thế này. Rồi các bạn sẽ buộc lại như thế này nhé. Phần này sẽ là phần đuôi nha. Cái này sẽ làm cái mõm. Mình sẽ kéo dài cái mõm của nó ra nha. Thì khi tí nữa nó sẽ thu lại nữa. Mình có thể dùng tay mình vân vân như thế này nhá. Phần mắt thì mình có thể dùng hạt tiêu bắp. Mình ăn sâu nữa bạn. Tí nó sẽ còn nở ra đấy các bạn. Về cái phần đuôi thì mình sẽ dùng bằng cái này, hoặc các bạn mà không có mình có thể dùng bằng cái dĩa ấy, cái dĩa thức ăn ấy. Mình ấn một cái là được. Mình sẽ dùng bằng cái này nhé. Đấy, thế là mình đã tạo hình xong một con chim. Tí nữa nó sẽ nở bóng ra nha các bạn.
nó sẽ rất là mướt, rất là đẹp. Để bột có thể mịn hơn thì các bạn có thể lăn lại mấy lần như thế này nhá, thì bột nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ úp mặt này xuống, trên mặt trên nó sẽ bóng như thế này. Các bạn nhớ là mình sẽ dùng lực tay nhá. Cái đầu là do cái hơi bên trong nó còn không khí ấy. Khi mà mình ép xuống thì nó sẽ phồng ra nên nó rất là đẹp. Bắt đầu mình lăn này. Tiếp tục nha. Các bạn thấy có dễ không? Rất là dễ đúng không? Mà tạo ra hình con chim rất là dễ thương. Mình tiếp tục tạo mỏ này. Các bạn thấy có dễ thương không? Cái đuôi mình sẽ ấn dẹt một chút nha. Mình tiếp tục. Mình lại tiếp tục được một bản chim nữa rồi. Đấy. Rất là xinh. Những cái đường nó không được đẹp đây là do mình vừa mới tạo hình xong, cái tay mình cầm vào á, mình để một lúc bột nó nở ra. Cái men nó nở ra thì nhìn bánh nó sẽ rất là mướt, rất là đẹp. Nhìn như thế này liệu có ai muốn ăn không? Bạn nào mà mình làm cái mắt nó không dính, mình có thể nhúng cái hạt tiêu bắc vào nước rồi mình làm, mình bỏ vào cho nó dính nha. Đây là đây mấy con chim mình vừa mới tạo hình xong, các bạn thấy không, rất là dễ thương, mình đáng yêu quá. Nhìn như thế này thì liệu có dám ăn không? Mình quay đằng trước cho các bạn xem nha. Đấy. Giờ mình sẽ quét một lớp trứng và sữa lên trên để cho nó bóng và đẹp hơn nhé. Ở đây mình có đập một quả trứng gà và lấy 70ml sữa tươi mình cho vào đây và mình quấy đều lên nha các bạn. Sau khi mà quấy đều rồi thì mình sẽ quét lên trên hình con chim nha. Mình quét lớp mỏng thôi, đừng có quét lớp dày quá nó sẽ bị cháy đấy. Mình sẽ nhẹ nhàng thôi nha, mình quét con ở giữa trước này. Mình làm con này to nhất này. Mình cố tình làm to đấy các bạn. Mình định làm con này là con mẹ, con chim mẹ. Đây là mấy con chim con, nhưng mà xong vẫn cứ thấy nó nhỏ. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Trong tất cả các con đã làm thì mình thấy có em này. Đấy, em này là những cái mặt dễ thương nhất. Nhìn thế này thôi nhưng tí nữa mình nướng ra là mỗi con một khuôn mặt đấy các bạn ạ. Nhưng mà nhìn chung là con nào cũng đáng yêu cả. Giờ bây giờ mình sẽ mang đi nướng nhá.
Bắt đầu mình cho vào lò nướng, mình nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 15 phút hai lửa nhé các bạn. Đây là cục bột thứ hai mình lấy ra, mình sẽ tạo hình tròn nhé. À, mình vừa cân, cái này là được 300 g. Thì mình sẽ chia thành 6, mỗi cục là 50 g. Sau khi mình đã chia đều nha, mình sẽ ấn như thế này. Mình có thể cho xuống như thế này, mình dùng tay mình lăn nha. Mình làm như thế này thì cái bánh của mình nó sẽ tròn hơn đấy các bạn. Mình sẽ chấm chút nước xuống đây. Mình cho cái này vào. Đấy, mình làm thế để cho nó có độ dính nha các bạn. Thì khi mình nướng nó không bị nở ra ấy. Nó không bị nở, bị bung cái này ra. Xinh chưa? Mình sẽ cho vào cái khay nha. Cái này là, cho cái khay này là mình đã quét dầu ăn rồi nha các bạn. Các bạn có thể quét dầu hoặc quét bơ đều được nhé. Bạn nào mà sợ nó cháy thì mình có thể, dưới này mình có thể lót một cái giấy nén cũng được nhé. Bạn nào mà muốn cái mặt bánh nó được đẹp hơn á, mình có thể là để mình lăn dài như thế này nhiều lần này. Mình lăn 3-4 lần. Thì để lăn dài như thế này nhá, mình lăn thì bột nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Đây là cái bánh tròn mình mới tạo hình xong nhé. Mình cho một cái nhỏ nhỏ ở đây thì khi nó nở ra mình nhìn giống như hình bông hoa đấy các bạn. Thì những cái này nó nở hết ra nó sẽ dính vào nhau. Đây nha các bạn, đây là những chiếc bánh mình mới làm được 15 phút. Các bạn nhìn nha, màu rất là đẹp, vàng đều luôn. Trời ơi, nhìn mấy con chim cưng dễ sợ. Nhìn như thế này liệu có dám ăn không ta? Nhìn đáng yêu lắm. Bánh vàng đều lắm các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy ấn like, share, đăng ký kênh, có chuông để có thể theo dõi được những video sớm và nhanh nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.